Dạ con đảnh lễ sư, hôm trước con dự lễ Katina có quen biết một cô kia. Cô có nói với con đợi sau khi quý sư thọ y xong, cô sẽ xin lại y cũ mấy sư không dùng nữa để đắp và giúp ngủ ăn giấc hơn. Con có thắc mắc là sao nữ cư sĩ được chạm vào y của các sư, thì cô ấy nói là vì y cũ các sư không dùng tới nữa nên có thể xin được. Và đồng thời cô kể câu chuyện là trước đó cháu cô khóc quấy thì cô có đem lên chùa thì có sư dùng y cũ quấn đứa bé, lạ là về em bé ngoan hơn, ít khóc quấy và ngủ ngon hơn. Sư cho con hỏi điều này có thật sự đúng vậy không? Thì quý vị muốn biết có đúng hay không thì thử thì biết. Đương nhiên là kiếm, thứ nhất là kiếm vị nào cũng ổn về cái giới hạnh, giới hạnh ổn. Với lại là cũng không có mắc một số cái bệnh về da, nhưng mà thôi tốt nhất là về cứ đem giặt tốt nhất đó, rồi thì thử thì biết thôi chứ có gì đâu. Hơn nữa thì cái này cũng do cái niềm tin. Rồi thôi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.